mà lột bụng khủng khiếp. Các bạn chú ý, mặt này không có bụng, không có miếng bụng nữa. Đi theo cái tay của mình. Lỗ chân lông không hề to nha các bạn. Sợ cho nó rất là mịn, không có bị nóng giống như là những cái loại keo khác. Da rất là mịn, trắng, bật tông ngay. Chị quán cáo cỡ nè. Trời ơi, nó đúng. Các bạn chú cần cái lỗ mũi. Cái lỗ mũi không có miếng mụn nữa. Chỗ này nó chưa khô cho nên nó vẫn kéo lên nè. Mũi không có miếng mụn. Lấy cái tay ra. Không có miếng mụn nữa trời. Miếng mụn đâu đâu. Miếng mụn nữa. Quay theo đường bay nó không quay cái gì rồi, cho cái gì để cho nó. Ủa không có miếng mụn nữa. Thế mẹ ơi, hơi nhiều nhiều thế trời. Không có mụn nào để yên. Khiếp khủng thôi. Thấy vậy rồi, vậy rồi. Ngồi bà nội quay hoài vậy, bỏ miếng nó đi, dẹp đi quá khứ đi. Ôi là trời. Ôi là trời. Ôi là trời.